Con đang làm gì vậy Jay? Jay ơi. Jay ơi Jay à. Con đang làm gì vậy? Cái gì á? Ủa, à cái con này con gì? Con nói đi, con chó. Con gì? Con gì? Sao tự nhiên có con này vậy? Mẹ không nhớ con này tìm ở đâu ra luôn á. Sao tự nhiên có vậy? Trâu. Sao? Trâu là gì? Trâu. Trâu là gì? Con trâu hả? Giỏi quá. Sao nay lên xe ngồi chơi vậy? Hả? Sao nay dỗ lên xe? Trời ơi, sao đồ ở đâu mà có ở trong đó mà chất ra hoài vậy? Hả? Con nói đi, đồ chơi. Nói đi con, đồ chơi. You wanna go on a boat ride, chị đi. Đi tàu không? Đi tàu không? Đi tàu thôi, đi nè, mẹ bà đi nha. Con dép vô. Go get your shoes. Chị đi, go get your shoes. Đi tàu không? Sao tự nhiên chân mẹ tê như ta? Chị đi. Bà hai đi tàu không nè? Come on. Good job. Tình yêu em say bằng ước vọng nhẹ nhàng nhưng thật. Baby get her. We don't need shoes. Hả? She doesn't. Cool. Đây, đây, đi mẹ nè. Đi. Đi mà bồng con, đi mà bồng con đem đâu ra. Tàu đúng rồi, đi tàu. Tàu. Tàu đúng rồi. Đi. Oh, she's super the size. No. No gì? Mở cửa ra. No. Nói nghe nè, bữa nay bà cố có cho con đi ra tắm không? Bữa nay hơi lạnh lạnh, không đi tắm phải không? Phải không? Hả? Oh. Oh what baby? Nhìn kìa, nhìn mấy con vịt kìa. Hôn mày miếng ngay. Hôn mày miếng ngay. Hôn mày miếng. Chị đi. Đi đi, tự đi đi. Không ăn dép chạy từ từ thôi nha. Thôi, con chạy kìa. Từ từ. Trời ơi coi. Let's go chạy đi. Let's go. Slow down. Say hi, JD. Can you say hi? Okay. Have fun out there, guys. Thank you. Have a great night. Rồi, ra mày đóng. Thank you. Baby, can you pull your pants up, please? You look like a midan pant. Unlatch us? You think it's gonna be cold out there? You wanna get a blanket? I don't think it's gonna be cold. Unlatch us, baby. Baby, don't do too deep. No. Rồi đi nè. Wow. Do the trim. Wow.
gọi là tay lái lụa, còn cái này là tay lái gì? Đó, lục phá gì đó. Lục cái gì? Lấy giày ra mang hả? You wanna put your shoes on? Sit down and put your shoes on. Ngồi xuống, mang giày vô đi. Ngồi xuống đàng hoàng, ngồi xuống con. Mang giày vô phải ngồi xuống đàng hoàng. Đây này, chiếc nữa không? Trời đất ơi, ở đâu trong đó có cái đó nè. Ở đâu có vậy? Bắt được cái đó y như là bắt được vàng phải không? Phải không? Phải không? Có phải bắt được cái đó là y như bắt được vàng không? She found the baba I brought. Yep. Rồi, cô chú coi em bé lớn da đầu còn ngậm đấm vú nè. Thấy không? Em bé gì kỳ lạ không? Hả? Em sao không lên hả? Lấy này nhà mẹ mới cho lên. Không có cho ngậm đó. Dục nè. Rồi, con cá ăn rồi. Rồi, mày dục đấm vú rồi, cá ăn đấm vú rồi. Rồi, cho con cho cá mượn nha. Nha con nha. Dạ đi con. Giỏi, cho cá mượn đi. Cá mượn rồi, cá thèm có cá mượn rồi, cá mượn có cần được. Còn con nghe mày nói nè, con nghe mày nói nè, cá đang buồn ngủ. Nên là cá mượn nắm vú của con chút rồi cá trả lại nha. Nha con cho cá mượn chút nữa cho cá trả lại con nha. Dạ đi con. Dạ đi con. Ủa vừa khóc vừa cười. Vì nó nghe nè, vừa khóc vừa cười là ăn gì? Ăn 10 cục gì? Cười 10 cục gì? Rồi lên đi. Lên đi. Sao mày chào? Dậy đi. Chép phải. Con cột đầu tóc ý như bà già thì chứ mày. Chạy đi nè, nằm xuống nè, nằm xuống đi. Xuống đi, xuống nằm xuống nè, rồi xuống nè, nằm xuống. Lên đây nè, lên đây nè, lên đây nằm xuống, lên đây. Bước lên, nằm xuống đây, nằm xuống đây. Nằm xuống. Đây nè, nằm lên cái này nè con, nằm lên này nè, để mày chỉnh cho, chỉnh nha. Rồi, đã chưa? Cô chú thấy chay đã chưa? Mẹ nằm xuống luôn nha. Mẹ nằm xuống với con nha. Rồi, vậy mẹ nằm xuống con nè. Đây nè. Mẹ nằm xuống với chay nè. Chay đi. Rồi sao? Giờ con làm gì? Giờ con làm gì? Nằm xuống, nằm xuống. Mẹ lên, nằm xuống. Đúng rồi. Wow, đó nằm xuống vậy mình nằm xuống vậy mới thấy. Ừ, nằm xuống vậy chạy chạy mới thấy đã nè. You going back in? Yeah! Wow! You got pants on. Good job, JD. What? You got pants on. Yeah. Ah!
gì qua bên đó chi vậy? Mẹ đang ngồi đây mà. Mẹ đang ngồi đây mà con qua bên đó làm chi? Rồi tự lên đi. Con muốn đổi chỗ thì con là người tự lên. Lên đi, tự lên đi. Nắm tay mẹ không? Yeah, yeah, good job. Con nói kìa đó, coi được không? Thôi 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 thôi, bước xuống. Bước. Here, look. Look at JD. Look at JD and mommy. Look, JD. Đó, bây giờ nó xuống là nó đòi ra với tôi đó. Thấy không? JD. Cá đâu chỉ mày coi cá đâu? Cá chỗ nào đâu? Cá chỗ nào đâu? Làm sao? Con muốn ra đi mẹ không? Mẹ biết con mà. Mẹ biết. Mẹ biết, mẹ biết cuộc đời của con sẽ như thế nào mà. Rồi, ra 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 đây. Rồi con lên 35 feet rồi ra đi. Rồi làm gì nữa? Rồi làm gì? Rồi làm gì nữa? À, ra đây ngồi xuống giống mẹ vậy đó hả? Trời ơi, con nói kìa, con nói gan dạ chứ. Trời ơi, con này nó là trùm ra gan dạ là nó nè. Trời ơi, nó không biết sợ bất cứ một cái gì thật chứ. No, cái gì mà no. À, ừ, cho nè, cho té xuống dưới nè, nè no với a. Đó, con nói kìa, đó, coi không. Rồi, cô chú thoát tim nè. Rồi cô chú lên, cô chú la mẹ này chay. Dẫn nó đi y như con gì đây, nắm cổ nó như nắm cổ con gì. No, cái gì mà no. Rồi nằm đi, nằm xuống ngủ đi, nằm xuống kho đi, đủ đủ đường hết rồi. Rồi đi vô. No, cái gì mà no. Nó còn nói kìa, nó muốn sụp, nó muốn thọc cái chân nó dưới nước á, còn được không? Để đi vô kia này mày cho thập chân dưới nước, đi vô kia đi mày cho thập chân dưới nước. Thì cái chứ con này thì cái chứ sợ nó luôn chứ mày. Rồi cô chú đi thiền vô rồi, rồi ngồi xuống đây, bỏ chân xuống nước đi. Lại đằng kia kìa, chỗ kia gần gần kìa, bỏ chân xuống nước. Từ từ thôi nha, nắm tay mẹ nè, nắm tay mẹ để coi tay coi chân tay á. Đó, đã chưa? Đã không? Đã hả? Ừ. Đó. Đã không? Vịnh đàng hoàng cho chặt nghe, để té nghe. Nước mát không? Con nói dạ mát. Đi hả? Đi vô hả? Không lên hả? Rồi đi vô. Rồi giờ nhớ qua bên đó hả? Rồi nắm tay mẹ bên này. Rồi giờ làm gì? Nắm tay thôi, nắm tay lại lên. Ủa nắm tay sao đụng nước, đúng rồi. Đó, cô chú coi chay chưa? Trời ơi, sạch quá ha. Làm như sạch lắm vậy, lấy nước ở hồ đi rửa miệng. Sạch quá. Chị sạch quá, chị hai ơi. Đây nè, bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè, đó, bên đây nè. Rồi ngồi xuống đi. Rồi giờ làm gì? Rồi rửa miệng đi, rửa miệng đi. Rửa miệng đi, sạch quá, rửa miệng đi. Trời ơi. Rồi thôi đi vô đi, đi vô. No hả? Gì nữa? Trời ơi, dơ quá chay ơi. Con biết con đang nằm lên gì không chay? Trời đất ơi, ngồi dậy. Rồi đi vô thay đồ, đi vô tắm luôn chứ thay đồ gì nữa. Đi, vô tắm. Yêu.
dây thì ngày nào nó cũng không đụng cái đó là nó chịu không nổi hàng sao. Đi vô thay đồ tắm luôn nè, vô mày tắm cho con nè, vô mặc đồ tắm cho cô chú coi không nha. Yeah, ok chạy vô, vợ chạy vô thưa cố con mới đi chơi về nghe chưa. Nó dạ cố con mới đi chơi về, đi lẹ lên gì vậy, đi 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 đi, không có suy nghĩ nữa, giờ này là trễ rồi chứ không có còn suy nghĩ gì nữa, đi vô mặc đồ tắm cho cô chú coi nè, đi lẹ lên. Ê, trượt cầu tuột cho cô chú con cái không nè, thì leo lên cầu tuột trượt cho cô chú coi cái đi, lên cầu tuột trượt cho cô chú coi cái cây, rồi ướt đồ cái vô tắm luôn, mình chơi xả láng mà, chơi xả láng sáng gì sớm mà. Ừ, rồi ngồi lên đàng hoàng nha, ngồi xuống đàng hoàng sao em, mày chỉ coi bữa giờ mày chưa thấy con chơi này luôn á, ngồi vòng đàng hoàng đúng rồi, 1 2 3. Trời ơi, cái tù kiểu gì vậy? Bậy, cái đó là quá bậy rồi. Không, trượt kiểu này là quá bậy. Nói nghe nè, mày phải lót một cái miếng gì đó dưới đây cho con trượt xuống cho nó em này chay nè. Con mấy trượt xuống bờ dập đít nè. 2. Đó, con nó kìa, đó vậy nó cũng ngồi luôn rồi đó. Rồi lên trượt lại coi. Bước ra lên trượt lại coi. Rồi lên. Mẹ phải chỉ cho con cách cho bữa giờ bà cố không có chỉ con cách trượt hả chay? Đi ra đây. Ra đây, rồi đi leo lên trượt lại coi. Rồi mày lùa qua để mày lùa đồ qua bên cái, để con trượt xuống con trúng đồ con đau á. Rồi mày lùa qua bên rồi đó, rồi con trượt đi. Trượt, con nói đi trượt. Đúng rồi. Con nói đi trượt. Rồi ngồi xuống. Không, đó, ở đó gầy hang rồi xong rồi hay đây, đây. Rồi, rồi bắt đầu đi. 1 2. Wow. Đã không? Đã rồi, tiếp đi. Dơ rồi mà. Xả láng luôn đi chị, sáng gì sớm. Rồi ngồi xuống, rồi ngồi xuống. Đúng rồi, chính xác, chúc mừng bạn. Đừng có nhìn cái cây đó làm chi. Trời ơi. Đi làm lại, không có nhìn cái cây màu xanh này làm chi. Tự động xuống luôn. Baby, I think we should put some of the puzzle. The puzzle. Maybe. Underneath. So when she slide out, she wouldn't hurt her butt. No, it's okay. No, it's not okay. Đừng có dính cái cây đó. No. No smoking, please. No. Trời đất ơi. Baby, can you show her how to slide out? You wish she doesn't know how to slide out? No, she doesn't. Hi. Katie, say hi. Ready? Rồi ba chỉ nè. No gì? Rồi chuẩn bị. 1. Nữa không? Nữa, à, nữa đây. Ngồi đàng hoàng nha. 1. 2 được đó, xí bao. 1 2 3. Baby, I think she would hurt her butt. Let's see. All right, baby, I'm gonna get a tub ready for me. Yeah, and then for JD too. Rồi chuẩn bị vô tắm với ba nè. Rồi lên đi. Đừng có dính cái kia. Hoài luôn á chay ơi. Con làm vậy là con té là con tréo bắn ổng đó. Nữa không? Nữa. Nữa đi. Miết vậy đó. Đây, khoan nha. Rồi. Đây nó nghe nè. Sao cái chân đỏ vậy? Hả? Hồi nãy giờ sao cái chân con đỏ vậy? Con đụng cái nào đã? Ơ được, con đụng cái nào mà chân con đỏ? Từ từ. Rồi, xuống đi. Không, đây nè, mày nói nè. Không có được, không có dịnh này, rồi xuống đi. 1, 2, 3. Đau không vậy chị, con có đau không vậy chị, nói mẹ nghe coi. Đau không? Đau hả, đau đâu?
Đau đâu chỉ mày coi. Đau đâu? Đau chỗ nào? Hả? Đó, con trượt xuống kiểu đó là cái đầu gối con đau là đúng rồi chay. Đau chỗ nào đâu? Đau chỗ đó đó hả? Nghiệp chó không đau đi, cây nhắc. Đây, ngồi xuống, đàng hoàng, ngồi đàng hoàng. Đúng rồi. Đây nè, nhảy xuống. 1, 2, 3. Cái này nhỏ quá, nếu mà để cái cầu tuột đây là nhỏ quá. Quá nhỏ luôn. Nếu mà trượt xuống cái kiểu này là quá nhỏ luôn. Cái này cho vui vậy chứ còn cái này là người tàu lao rồi. Trượt xuống kiểu này, trượt xuống cái này là phải thẳng chân ra đây. Còn trượt cái kiểu gì mà đó, thôi kìa, đó, trượt xuống ra cái tới vậy thôi xong luôn rồi. Đó, trời trời. Wow. Nữa không? Cái này nhỏ quá trời ơi. Ngồi xuống đàng hoàng rồi, ngồi xuống nè, không có dính cái này nữa nha, không có dính cái này nữa. Cái tay, hai tay bỏ ra, bỏ hai tay ra. 1, 2, 3. Nè con rửa mặt coi, con rửa mặt mày coi. Tắm rửa mặt sao? Hả? Miết luôn á. Cái này nhỏ quá trời ơi. Mày chịu không nổi rồi đó. Bây giờ để mày lên Amazon nha. Wow.